Rồi hôm nay trời mưa gió bão bùng quá nha. Thì nãy giờ là mình ăn cơm xong mình ngủ một giấc rồi. Giờ mình lại mình tâm sự với anh em, với lại chia sẻ một miếng với anh em. Thấy không? Thì hôm nay á thì cái đề tài nó cũng có gì là xa lạ hết. Thì mình cũng xoay quanh những cái vấn đề là sửa xe thôi. Thì mình lên nói là cái clip này á, thì có nhiều anh thợ thì cũng bỏ qua cho mình, với lại là nhiều khách hàng á, là cũng bỏ qua cho mình. Thì những khách hàng nào thì không phải là hết khách hàng là nhưng mà tập trung vào những khách hàng nào mà mình nói dưới đây thì bỏ qua cho mình ha. Thì bây giờ là mình sẽ vô đề là bệnh gì của xe mà mình không nhận sửa ha. Thì thợ thì thấy xe là vui lắm rồi, có xe sửa là vui lắm rồi, nhưng mà có nhiều bệnh là nói chung là mất lòng trước được lòng sau, là bệnh là ăn ăn chanh đổ vỏ, với lại ăn ốc đổ vỏ. Thì mình sẽ không nhận, là có nghĩa là sao, có nghĩa là ăn ốc xong rồi hay là ăn tôm bỏ vỏ đó, là mình không lẽ mình giận để mình nấu cám thực phẩm sao, thấy không? Thì mình sẽ thấy anh em. Thì bây giờ đó là một cái đó là thứ nhất đó là bệnh về bình xăng, cái đó không gọi là bệnh mà cái đó là để hoàn thiện thêm. Thì bây giờ xe anh em ví dụ như xe rim xe gì đó, các anh em vô bình xăng u ma độ rồi ga dẹp ga dọc gì mình không cần biết, ga tam giác gì mình không cần biết, nhưng mà anh em gắn ở tiệm khác đúng không, bị hụp rồi. Mấy anh em nào mà gắn đồ chơi xe thì thông cảm bỏ qua cho mình ha, bị hụp. Bây giờ lại mình đó là mình có chỉnh được hay không thì không biết, nhưng mà mình sẽ không nhận nha anh em. Anh em có buồn mình chịu ha, mình không nhận. Và tại sao, tại sao? Tại vì cái hãng người ta thiết kế ra cái bình xăng đó, thì các anh em nào mà dạng là công lực dữ dội lắm mới được, mới chỉnh được bình xăng đó, mới canh xăng rồi canh hơi canh hám rồi canh, nói chung là canh dàn hơi canh đủ thứ lửa rồi nó mới chạy được cái bình xăng đó. Giờ anh em đưa cái bình xăng mà dạng bông mai bông bụp thì ha, bông bưởi gì là kêu mình chỉnh, rồi bị hợp nó bị hợp kêu mình chỉnh, mình không chỉnh được anh em. Tại vì xe của anh em là cái người nào đã làm máy anh em thì anh em cho người đó chỉnh, còn không được thì thôi, chứ anh em đừng để mình chỉnh. Bây giờ mình có chỉnh được thì nó mất thời gian lắm anh em. Mình chỉ làm xe zin thôi, mình nhấn mạnh. Với lại mình thích độ chế những gì là cho nhẹ xe, êm xe thôi, chứ mình không có thích mà đi mấy cái độ đồ quá nha anh em, nó sẽ ảnh hưởng tới mấy phần khác. Thì anh em nào là chơi xe là phải chịu, còn kêu mình chỉnh là mình không chỉnh. Rồi có nhiều anh em đi bình nói mình mới vô bình u ma rồi hỏi mình, có giờ anh em hỏi Zalo hỏi điện của mình là tai 13 gì dên chích gì mình muốn, rồi đổ chì vô sườn nổ xe chạy nó nặng rồi chạy đầm hay không, cái đó anh em hỏi kỹ sư chứ mình không hỏi mình được. Rồi anh em hỏi mấy người nào đổ xe đổ chì rồi có khi là hả bỏ tỏi vô sườn nữa, bỏ tỏi vô cốp xe nữa, thì cái đó anh em hỏi mấy người mà chuyên làm độ xe mình không rành. Rồi thứ hai nữa đó là cái bệnh nữa là mình không nhận, đó là bệnh là anh em mà thai nhông sinh dĩa chỗ khác, thai nhông sinh dĩa chỗ khác. Thì anh em thai nhông sinh dĩa đó thì có lúc á có nhiều cái sên nó không chuẩn thì anh em không có cắt mắt sên được, anh em không cắt mắt sên được. Nhưng mà khi mà nó dùng á thì anh em phải, nếu mà anh em chạy một tuần nó dùng thì có thể anh em cắt được hai mắt. Thì nhông sinh dĩa nếu mà có phe sạc clip để gài phe đó, cái phe sạc clip đó để gài cái mắt sên, mà sên để mình khóa nhông sinh dĩa khóa chốt sên đó, thì mình mỗi lần cắt là mình phải cắt hai mắt. Thì có khi là mình thay vô thì mình cắt đó thì nó căng, nó không gắn sên vô được, thì mình bắt buộc là mình phải tăng hết cỡ cái bát ra cho khách chạy. Thì nếu mà mình gặp cái trường hợp như vậy thì ví dụ khách chạy 1 tháng sau, hoặc là mình thay nhông sinh dĩa ở mình thì mình có cái chế độ như vậy, cái đó là lương tâm và cái sự phải, cái đó là khách mà có cãi với mình cãi cũng không lại nữa. Mình thay nhông sinh dĩa xong, thí dụ như khách chạy 1 tháng hoặc 1 tuần gì đó, dùng sên mình tăng lại lần đầu tiên, hình như là trước công nguyên sau công nguyên vậy đó, lần đầu tiên ha, lần đầu tiên kể từ cái ngày mình thay nhông sinh dĩa, nếu anh em lại cắt mắt sên lại hoặc là tăng sên mình không lấy tiền đó. Y như là mới làm máy xong vậy đó, thì hả cái tính từ cái mốc mới làm máy thì anh em lại cần chỉnh về lại, rồi các thợ đều không lấy tiền hết, còn người nào lấy là ăn bẩn ăn dơ anh em ha. Thì khi mà anh em thay nhông sinh dĩa thì anh em là cái chất lượng nó phụ thuộc chất lượng sên, rồi cái cùi dĩa của anh em chuẩn hay không, máy anh em chuẩn hay không, thì nhông sinh dĩa nó có chuẩn hay không. Rồi anh em thay chỗ chỗ này rồi cái qua bữa sau cái nó bị vũ, cái anh em lại mình kêu mình chỉnh gì đây anh em
rồi nếu mà là lỗi gì thì mình chỉnh được, còn lỗi mà bị nhông sinh dĩa đó kém chất lượng thì mình không chỉnh được nha anh em. Rồi anh em thông cảm cho mình nha, thì anh em thay ở đâu á thì anh em lại cho người ta chỉnh. Rồi rồi ha, phần đó thì mình lướt qua một cái. Rồi thí dụ như anh em làm máy ở đâu mà anh em á lại mình nói ở làm này sao nó kêu chỗ này kêu chỗ kia, thì nếu mà anh em lại anh em nói mà cái chỗ đó không chịu chỉnh cho anh em nữa thì mình làm lại, và mình làm lại á thì anh em phải chịu cái giá là như là nếu mà mình kiểm tra là lỗi gì á thì mình anh em phải chịu cái giá như là mình đã đặt ra, tại vì mình phải làm theo ý mình, hoặc là anh em đã độ rồi thì mình về zin, còn anh em không chịu thì thôi, chứ mình không có thể nào mà canh chỉnh mà cái bài theo cái người đó, tại người đó chỉnh không được là đưa cho mình thì mình cũng thua luôn, thấy không? Đó thì mình không có chuyên về độ chế là như vậy. Rồi có nhiều người á là ở đây ha, có nhiều người á là tha là lên thắng đĩa sau cho xe quay, xe rim, xe phiêu vậy mình không cần biết, lên thắng đĩa xong cái bị dính đĩa nè, bị dính đĩa xong rồi sao nói sao bánh nặng quá, rồi sao đĩa này nó không heo thắng vậy, nó không nhả mau mòn bố quá, rồi bị biến nhiệt đĩa, là bị đen đĩa rồi bị cháy đĩa rồi thì kêu mình chỉnh. Rồi thì cái đó là mình cũng không chỉnh nha anh em. Đó bây giờ anh em muốn chỉnh á, anh em muốn chỉnh cái đó đó, ví dụ anh em vô mâm, vô dĩa, vô heo rồi đó, vô cầm rai sinh gì á mình không cần biết, thì anh em á, anh em muốn chỉnh lại á thì một á là anh em kêu cái người mà gắn đĩa cho anh em, độ chế cái đĩa cho anh em, để gắn thắng đĩa sau thắng đĩa trước ra độ chế. Còn không á, anh em có mang vốn, anh em mang vốn cái nhà sản xuất á, mà nhà sản xuất nó có lỗi tại anh em mua về, anh em là hên xui thôi, người đó không có lỗi, cái đó là người ta chỉ đúc ra khuôn thôi, còn mình độ chế gì người ta đâu có biết, đúng không? Đó thì anh em có mang vốn những người đó. Còn nếu mà anh em đem lại cho mình, ví dụ như là xe zin, xe ẹt zin, winner zin hay là cái gì zin á, mà đĩa zin, đĩa sau mà người ta gắn là xe zin, thì nếu mà anh em bị dính á, nếu mà em bỏ tiền ra mình về zin hay là mình làm cái gì đó là hết thì mình có thể nhận, nếu mà có thời gian mình nhận. Còn anh em đã độ chế đĩa mà anh em bị dính thì mình xin thưa là anh em cứ để mấy cái người độ chế, người ta thì đâu nói ra là mất lòng, nhưng mà mình là cái người ta là người ta nặng trăm rồi, rồi mình bỏ vỏ là mình cũng không chịu, thì cái đó là sự thật, chứ sự thật thì mất lòng. Nhưng mà mình nói vậy để những cái anh em nào mà đã thay chỗ khác đồ mà mình lại kêu mình chỉnh là mình không chỉnh nha anh em, cái đó là mình nói thẳng đó. Rồi thì nó có mấy cái vấn đề như vậy, rồi có nhiều cái nó nữa lắm anh em. Rồi hả, có nhiều người hả gắn bình mà không có độ chế xe vậy đó, cái bắt đầu gắn cái bình xăng lớn rồi sao nó bị hụp kêu mình chỉnh, thì cái đó là anh em lên những cái chỗ mà cơ khí người ta sản xuất bình xăng hay gọi là có những cái gích lơ chải xăng gì đó thì có thợ làm được, nhưng mà mình cũng không nhận anh em. Chải xăng thì có thể là người ta đóng cối, đóng những cái bông tu xăng hay là bị gãy ốc gió đồ á, thì cái đó là người ta sẽ có cái những cái mũi khoan, ta gá lên dàn khoan, mũi khoan kỹ thuật thì người ta sẽ lấy ốc gió đó ra, và người ta sẽ có một ốc gió khác thay vô cho anh em, ốc gió tay ga nữa, chứ không mình không có nhận làm mấy cái đó nha anh em. Đó. Rồi anh em nói có độ cháy tự do, dên tự do đồ mà không có làm nha anh em, đó là sự thật ha, mình không có làm những cái chuyện đó. Đó thì anh em nào mà muốn zin mà cho xe mình nó chạy như là phục hồi như ban đầu đó, ví dụ như là bây giờ ba mấy muốn phục hồi như gái 18 thì mình sửa được, thì mình thay đồ lại như ban đầu cho anh em thôi, sấy xúc bắp rồi thôi, chứ không có được như ấy đâu, thấy không? Thì đó là những cái mà mình muốn chia sẻ, muốn nhắn nhủ đến anh em. Rồi thì cuối cùng là khoảng một hai tuần trước á mình có làm một chiếc AB là bị xì phốt bơm nước, thì đây là cái lớp B của nó nè. Rồi chiếc xe này bị như thế nào mà mình phải xê cua, mình mua rồi mình thay lớp B rồi mình phải xê cua thêm một cái lớp B bơm nước này, lớp B diệt này nữa. Thì xe đó khi mình tháo ra đó thì nó gãy chỗ này nè anh em, nó gãy ở đây nè, cộng xin là nó gãy dính vô đó luôn, mình là gãy từ đời nào á, thì xe đó xì nước mình thay bơm nước rồi thì gãy chỗ này. Thì mình hỏi lớp B này á, trong hãng á, nếu mà đồ chính hãng á là nó phải trên 1.000.000 bạc nha anh em. Đó, đây là đồ luộc theo xe, đồ theo xe nha. Đó thì
khi mà dán keo đồ gắn lại cho ảnh á, thì khi mà gắn vô nó gãy cái ngõ ba, cái bơm nước lại lên đây nó có một cái ngõ ba nữa, thì hên là mua cái ngõ ba đó có anh em. Ngõ ba đó thì cũng rẻ, khoảng 100.000 đổ lại thôi, mấy chục gì mình không nhớ. Rồi khi mà gắn vô á thì nó gãy lại trên này nữa, gãy trên này nữa nha anh em, gãy cái khớp này nữa. Cái này nó làm bằng cái gì chống nhiệt nè, nhưng mà nó qua thời gian nha. Qua thời gian nó giống như gái ăn xương, giống như gái ăn xương thì nó sẽ bị gãy mấy cái chỗ này nè, rất là nguy hiểm. Bây giờ anh em tháo qua lăng ra mà cảo qua lăng ra cái anh em kéo cái nước coi chừng nó bị cái này là anh em đền thục mạng luôn nha. Mua mới không có nha anh em. Đó. Rồi, với lại mình chia sẻ anh em luôn, anh em kéo cái nước đồ á thì những cái ống mà trên cái nước nó cũng bằng là dạng mà phíp nhựa này nè, thì anh em rất là dễ gãy. Mình đã cũng đã từng bị gãy chiếc Novo rồi. Đó thì khách là cũng không có đền mình, tại vì cái đó rất là giòn, và khi mình bóp tay vô là nó mục luôn, anh em bóp tay vô nó bể. Đó là những cái mà anh em cần lưu ý khi mà sửa mấy cái xe này. Rồi thì clip của mình thì đôi khi là cũng làm mất lòng anh em thợ với anh em khách, thì anh em thông cảm cho mình. Rồi nếu mà anh em thấy đúng thì anh em cứ like cho mình và có thể đăng ký kênh mình chia sẻ cho mình ha. Rồi mình cảm ơn rất nhiều.